Trời ơi, nghe anh kể câu chuyện mà kiểu nổi da gà. Rồi mày không anh ơi. Làm phim có nhiều cái thú vị lắm. Em thấy là mọi người cũng rất là tò mò là không biết ở web drama Gia Đình Cục Xúc anh Phát đã bỏ ra chi phí hết bao nhiêu tiền. Web drama Gia Đình Cục Xúc thì nó được sản xuất trong cái thời điểm khá là khó khăn, đó là dịch bệnh giãn cách đó, cho nên là anh cũng gói ghém rất là nhiều. Chi phí thì đợt đầu anh quay á là anh chị em bạn bè cũng hỗ trợ lắm, tức là cachet mọi người không có đòi hỏi gì hết trơn á, cứ gửi được nhiều gửi, cho nên là nó cũng nhẹ phần nào chi phí. Gói gọn cái đợt sau thì ba tập sau thì kinh phí nó nặng hơn chút xíu, tại vì cái gu của khán giả đó lúc nào họ cũng trông chờ cái sao nó phải nặng đô hơn, cho nên là mình phải đầu tư về set quay rồi những đạo cụ và chất lượng mảng miếng nó nhiều hơn, cho nên là kinh phí nó nặng hơn chút xíu. Tổng cộng là 7 tập phim thì anh làm nó cũng ngốn gần hết tiền tích trữ của anh trong những cái năm làm nghề. Vậy thì có ai hỗ trợ anh không ạ? Không, cái này anh tự làm thôi. Và may mắn là đợt sau thì có những nhãn hàng hỗ trợ anh chút phần nào. Vậy thì khó khăn lớn nhất của anh Phát khi mà mình sản xuất bộ phim web drama lần này là gì ạ? Khó khăn lớn nhất đó là cái khoảng thời gian giãn cách và dịch bệnh đó. Tại vì mà khi anh làm là trong cái thời điểm đó là mọi thứ nói là mở cửa lại bình thường, nhưng mà chưa chắc nó không có bình thường giống như những cái lúc bình thường. Nó vẫn còn rất là e dè, rất là nghiêm ngặt về các khâu. Ví dụ như là cái đợt sau anh quay là cái bối cảnh nó hoàn toàn khác, tại vì cái bối cảnh cũ nó vẫn đang là vùng đỏ, anh tới thì nó vẫn còn giăng dây, nó chưa cho quay, cho nên là phải chạy khắp các quận để mà tìm cái nơi nào mà có bối cảnh nó giống vậy, kiểu là cái khu lao động á. Mà thường những cái nơi mà sang trọng, nhà biệt thự thì mình dễ kiếm. Còn những cái bối cảnh mà khu lao động như vậy thì nó rất là khó tìm để mà đúng yêu cầu của mình. Có những nơi nó ra cái chất đó nhưng mà không thể nào đặt máy quay được, tại vì những cái dân cư xung quanh họ sống nữa, họ không có đồng ý. Cho nên là rất là khó khăn trong cái khâu mà lựa chọn về bối cảnh. Nhưng mà may mắn là gần sát ngày quay là cũng chốt được cái bối cảnh. Vậy thì trong lúc quá trình mình làm phim thì có kỷ niệm nào mà làm cho anh Phát cảm thấy là khó quên nhất hay không ạ? Kỷ niệm khó quên hả? Có một lần đó là đoàn đang quay đêm, thì gần đó thì dân họ... Mình thường là ekip làm phim rất là đông, có cái đường vào của cái khu dân họ ở đó thì... xe đoàn thì đậu ở đằng trước á, mà đậu hơi xa, kiểu ở cái phần đất của họ đó. Trời ơi, là họ đuổi, Trời ơi, còn sao đoàn. Mà lúc đó họ có men trong người rồi. Trời ơi, sợ vậy. Mà cả đoàn sợ chứ. Nó rồi, dạ, em xin lỗi, đi liền đó. Là cái mình đang chuẩn bị, là đoàn chuẩn bị di chuyển đó. Mà họ nôn quá hay sao, họ đợi không được, lấy đá họ chọi đoàn. Trời ơi, rồi có bị sao không anh? Hên, chắc họ cũng tính toán cái đường chọi rồi. Sợ chọi chúng xe, chúng đồ thì họ đền hay sao. Họ né, họ chọi cũng mé đó thôi, mà hên không trúng diễn viên hả? Cũng thót tim anh ha. Sợ lắm em, tại đất đó là đất của họ mà. Mình dân khác tới mà, cho nên là thôi cứ di chuyển lẹ lẹ né chỗ đó. Dạ, trời ơi, nghe anh kể câu chuyện mà kiểu nổi da gà. Rồi mà đúng không? Làm phim có nhiều cái thú vị lắm. Thế nhưng mà theo như em thấy á, là ở trên thị trường web drama bây giờ có rất là nhiều thể loại. Nào là giang hồ nè, đam mỹ nè, tình yêu, học sinh. Thì không biết là thời gian sắp tới á, anh Phát có định thử sức ở trong những cái thể loại khác hay không? Thể loại khác thì lúc nào anh cũng rất là muốn tìm tòi và làm đa dạng mình hơn. Mình đã đang được khán giả yêu thương và đón nhận ở cái mảng hài rồi. Mà anh thấy cái nào khán giả thích thì mình cứ theo đuổi đi. Còn cái việc mà mình muốn thay đổi, mình muốn trải nghiệm, cái đó là ở mình nữa, tức là mình đang thỏa mãn cái ý muốn của mình. Còn bây giờ mình làm hài là mình đang thỏa mãn cái mà khán giả đang cần. Tức là anh nhìn thấy là mọi người đi làm một khoảng thời gian rất là dài, một ngày ở cơ quan gì đó, mọi người rất là muốn có một cái gì đó để giải trí, stress. Thì tại sao Tiếng Cười không làm cái điều đó? Những cái bộ phim hài thì anh vẫn tiếp tục là phát triển về cái mảng web drama hài. Và bên cạnh đó, khi nào mình có đủ điều kiện về kinh tế, tài chính hay là nhân lực các kiểu thì mình sẽ phát triển những cái lĩnh vực khác. Sau này nhớ đóng phim tình yêu, nhớ em nha. Trời phim ơi, tình yêu kiểu hot girl kiểu này nọ thì Bollywood nhớ em nha. Bollywood rồi hả? Hôm trước em vừa mới thấy trên Facebook của anh có chia sẻ là sắp có phần mới đúng không ạ?
Thì sau cái thành công của 7 tập phim Gia đình Cục Súc thì khán giả cũng rất là tò mò, ngày nào cũng comment vô cho anh đó là trời chừng nào có tập 8 đó. Có nhiều người họ dễ thương, họ lịch sự, họ nhẹ nhàng thôi. Có nhiều người họ hâm bực luôn. Họ hâm á. Trời ơi, làm phim làm gì? Làm phim làm gì mà tới tập 7 rồi không ra tập 8 cho tôi. Trời mình cái vừa tức vừa sợ mà cũng vừa thấy mắc cười. Dễ thương tại vì người ta quý mình quá, người ta trông chờ sản phẩm của mình quá, người ta mới comment như vậy. Thì do thời gian cuối năm thì lịch của diễn viên ai cũng bận hết. Cái dàn diễn viên đó thì thật sự rất là đắt xô. Để gom lại tất cả mọi người mà làm tiếp những cái tập tiếp theo vào cái dịp cuối năm thì rất là khó. Vậy nên là xin hứa hẹn quý vị khán giả là qua Tết thì anh sẽ làm tiếp những cái tập tiếp theo. Và song song đó, trong cái thời điểm Tết thì anh sẽ làm một cái series hài mới phát sóng vào có thể là khoảng 22 Tết, 22 Tết âm lịch đến qua khoảng mùng 6, mùng 7 luôn để mà phục vụ khán giả trong cái thời gian Tết này. Tí này sẽ về em nói với ba mẹ em, tại vì ba mẹ em chợ biết rồi, thích phim của anh Phát. Suốt ngày thấy cứ coi mấy đoạn cắt ở trên Facebook á, xong rồi lướt lên coi, xong rồi em có khoe là xưa này thì gương mặt thân quen chung với con đó mẹ.